Anh chị mình biết cái rau này là cái rau gì không? Đây là cái rau xá xị ha. Hồi nãy là có nhắn cô chủ nhà là lát nữa về xin một ít về trồng anh chị. Cái rau này nó rất là thơm ha, thơm mùi xá xị. Này mà nếu mà ăn với lại cháo lòng, lòng heo hoặc là thịt luộc là số 1 luôn. Thì mình đang có mặt ở một cái khu nhà vườn. Thực sự là mình tin chắc là khi mà mình đăng cái nhà vườn này lên là sẽ rất là nhiều anh chị thích nè anh chị. Tại vì cái miếng vườn này, nhà vườn này là không gần như là gần như luôn ha, không thể tìm được một khuyết điểm mà luôn. Nó đã anh chị, đủ loại cây ăn trái ha. Có nhà cửa, khu dân cư, đường nhựa đấy, có thổ cư. Và đặc biệt chị ha, ở đây nó gần một cái rừng nguyên sinh ha, rừng nguyên sinh nên khí hậu đây nó mát và trong lành. Và thêm nữa là sẽ gần hai cái hồ ha, hai cái hồ đang phát triển du lịch ở Sà Pan, Châu Đức. Hồ rất là đẹp, dễ thương. Đó, gần hồ, gần rừng, ngay khu dân cư, gần chợ búa. Đấy, đi về Thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện. Đó, quy một cái khu nhà vườn đầy đủ hết option luôn ha, đầy đủ hết. Đấy, quá mê luôn. Đấy, đường nhựa rộng rãi ha. Từ Bà Rịa Vũng Tàu mà, dĩ nhiên rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ quay review chi tiết nha. Tin chắc là anh chị sẽ thích nhà vườn này. Đó, bàn về giá thôi. Đấy, trước mặt anh chị chính là cái khu nhà vườn mình nè. Ở phía ngoài nhìn vô nhìn rất là đẹp ha. Tại vì cái nhà vườn mình á, hiện tại luôn ha, là cô chủ nhà là cô vẫn đang buôn bán cà phê. Nói chung là ở đây khách thì cũng không nhiều đâu, bán túc tắc qua ngày cho vui thôi. Chủ đạo là nhà vườn này để ở nghỉ dưỡng chị nha. Đây, thì đầu tiên là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản báo giá luôn nha. Tại vì ở cái video này có thể nó sẽ dài, tại vì mình sẽ quay chi tiết từng ngóc ngách cho anh chị mình hình dung được cái khu nhà vườn này nó có những cái gì lợi thế ha. Thì ở đây địa chỉ chính xác là thuộc xã Bù, thuộc xã Sà Pan ha, thuộc xã Sà Pan, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì không tới 70 cây số đâu ha, rất là gần. Đó, đây. Mình đi chung có hai hướng ha, đều ra quốc lộ 6 hết. Hai hướng thông hết, có nhiều đường đi lắm. Thì ra quốc lộ 6 thì nó tầm khoảng 3 cây rưỡi đến 4 cây ha. Thì chưa ra quốc lộ 6 thì sẽ ra trung tâm Sà Pan ha, có chợ, có trường học, có nhà thờ, có tất cả mọi thứ ha. Đó. Nên là ở đây thì tiết bao la. Mà cũng hướng này ha, mình đi tầm hơn một cây số là sẽ ra thẳng ngay cái hồ ha, gọi là hồ Bảy Mẫu anh chị. Thật ra khu này là cũng lâu lắm rồi mình không vô đây ha. Cái đây mấy năm trước là mình hay vô lắm. Tại cái khu đặc trưng đây là nó có rất là nhiều vườn cây ăn trái đẹp anh chị. Đó, tại chất đất rất đỏ ha. Đấy. Và bản thân cái nhà vườn mình quay ngày hôm nay là một vườn cây ăn trái mênh mông luôn. Chủ đạo là măng cụt ha. Đó. Nói chung là cái vị trí rất là đẹp ha, vị trí rất đẹp, gần cái hồ sinh thái của bên Nhật á, bên tập đoàn Binon Cacao. Ra ngày đó anh chị mình nhớ ghé cái chỗ đó nha. Nó đẹp lắm anh chị, nó giống như một cái gốc Đà Lạt thu nhỏ vậy đó. Rồi thì cái nhà vườn mình quay review ngày hôm nay á, nếu mà nói về tổng diện tích của nó đó là khoảng hơn 3.300 ha, gần 3.64 ha. Tổng cái diện tích của nó là khoảng gần 3.400 mét vuông và có sẵn 300 thổ cư ha. Nhưng mà như thế này, nó sẽ có là hai thửa ha, hai thửa khác nhau đó. Một thửa thì dành cho người con gái, một thửa là dành cho cha mẹ. Thì bây giờ á, anh chị sẽ có thể là nhiều lựa chọn ha, mình mua hết luôn cũng được, mà mình mua lẻ cũng được ha. Thì tổng hơn 3.400 này nó sẽ có 300 thổ cư nhưng mà cái miếng lớn ha, miếng lớn của cha mẹ thì là có 200 thổ cư, miếng nhỏ của con là có 100 thổ cư ha. Khu này là đất ở gì ha, phủ hồng đó, đường nhựa. Thì bây giờ mình sẽ báo giá luôn đi ha, báo giá luôn đi để chị mình đỡ mất thời gian xem. Nghe giá xong rồi nếu còn thời gian thì mình sẽ xem chi tiết hơn nha. Thì cái phần đất của tức là tổng cái 3.400 này á, nó sẽ có được khoảng 30 hơn 33 mét mặt tiền ha. Thì cái miếng lớn á, là miếng lớn là hơn 2.500, có 23 mét mặt tiền. Còn cái miếng nhỏ ha, cái miếng nhỏ thì nó có 10 mét mặt tiền này ha. Và dài vô á, miếng này á thì nó dài vô khoảng tầm hình như là hơn 80 mét ha. Dài khoảng tầm hơn 80 mét. Đấy. Còn cái miếng này á thì nó cũng dài, thật ra nó cũng ngang 23 dài 80, nhưng mà nó có mua thêm một cái phần đất nhỏ phía sau nữa.
liền vào nhau ha, liền vào nhau. Hồi lát nữa mình sẽ bay lại cam lên mình vẽ cho chị hình dung và nhìn sổ ha, chứ còn nói thì có thể là sẽ khó hình dung lắm đó. Thì cái miếng 2.500 này có cái nhà cách máy thái lớn ha, rồi nguyên vườn cây ăn trái 200 thổ cư là đang bán là giá là 3.7 tỷ chị ha, 3.7 tỷ. 3.7 tỷ là chị sẽ có 2.500 mét vuông, có 200 thổ cư, có cái nhà máy thái bự chảng luôn đó, nguyên vườn cây ăn trái, cổng rào như thế này đó. Còn miếng này là hơn 845 mét vuông đó, 10 mét, dài 85 đó, có chặt thổ cư thì đang kêu giá là 1.5 tỷ ha, 1.5 tỷ. Thì sổ á, riêng là cái nhà này á, 2.5 tỷ này thì có sổ ở nhà sẵn, còn cái miếng của người con á, ngang 10 nè, thì đang cắm ngân hàng rồi ha, cắm 1.3 tỷ rồi đó, đang cầm 1.3 tỷ rồi ha, và bán 1.5 tỷ đó, chung là vay là 1.3 tỷ đó. Tính ra là cái giá bán là gần như là không có trên là so với cái giá vay đó. Rồi, đó là bán lẻ ha. Và nếu anh chị mình muốn mua hết luôn, chủ bán nha, nếu mua hết luôn là mình sẽ có được là hơn 3.400 đó, là miếng đất của người cha mẹ và đất của người con gái đó, là tổng là 300 thổ cư, là giá 5 tỷ ha đó, giá 5 tỷ. Thì mình cũng nói luôn á, là đây là đất của gia đình từ xưa đến giờ ha, mấy chục năm rồi, cô chú cũng lớn tuổi rồi đó, thì cho nên là không phải đầu tư gì hết, nên người ta kêu cái giá bán á, thật ra là cũng là cái giá gần như là để bán chứ không phải để thương lượng ha. Mình cũng nói luôn để chị mình đỡ thời gian xem, tại vì đã có khách trả là 4.8 tỷ rồi mà cô chú nhất quyết không bán ha đó, tại vì cô chú đưa ra cái giá là sắc rạc luôn đó, không kiểu như là người dân địa phương người ta kêu nhiêu bán nhiêu anh chị, chứ không phải là kêu để mà nó thách là trả giá đó. Thật ra cái giá này hay mình thấy là nó không phải là rẻ đâu ha, nhưng mà nó hợp lý ha, tại vì tính riêng cái nhà đi ha, nếu chị ít tiền á, mình có khoảng tầm 3.5 tỷ hơn đi, 3.7 tỷ đi, là mình mua cái này đi đó, mình mua cái này nè đó, có sẵn cái nhà bự ha, cái nhà giờ xây cũng ngót nghét cái tiền tỷ rồi đó, rồi cổng rào rồi nguyên vườn cây ăn trái ha, mà đất mình là 2.500 mét vuông, đường nhựa đó, có thổ cư thì mình thấy là cũng hợp lý ha. Còn nếu mà có tiền mình mua hết luôn ha, mua hết luôn thì quá tuyệt vời rồi đó, khỏi phải xây lại cái cổng ha, khỏi phải xây lại cái tường này đó, lấy hết luôn cái mặt này luôn ha đó. Rồi thì giá cả thông tin anh chị nắm rõ rồi nha, bây giờ là mình sẽ vô quay chi tiết nè đó. Thì trước khi vô quay mình có nói luôn là cái hướng ha, cái hướng nhà mình á, đất mình á, là nó sẽ quay hướng đông ha, hướng đông nhưng mà có lệch sang hướng bắc đó, thì coi như là hướng đông đông bắc chị ha, tại hướng đông nó nhiều hơn đó. Phía trước thì cũng có chừa vào chút xíu để thật ra cái đường này là mới làm cách đây chừng 2 năm nè, tại vì mình nhớ cách đây 2-3 năm trước á, mình đi đường này xuống bắc à, cũng là đường nhựa nhưng mà bị xuống cấp rồi, bây giờ thì nó là ngon lành rồi ha, đường này thì hai xe ô tô tránh nhà thoải mái đấy. Phía trước mình nói chung là phía trước cũng quá đẹp đúng không, bây giờ mình sẽ vô quay chi tiết bên trong ha. Đấy thì gần như là mình quay ngày hôm nay á, tất cả ha, nội ngoại thất, cây có cây kiển là gần như tặng hết đó chị. À, chỉ có lấy đi một vài thứ kỷ niệm thôi ha. À, thì lấy đi cụ thể cái gì thì anh chị mình cứ tới đây đi rồi gặp trực tiếp chủ mình làm việc nha. À, nhưng mà nó nhìn chung là gần như tặng hết á. Đây, phi mới vô là gì ha, nói chung cái vườn này là người ta vẫn đang ở ha, và chăm chút từng ngày nha anh chị. Hồi nãy là mình có đi tham quan thử rồi, mình thấy là nó rất là tươi mát luôn. Cái mùa khô như thế này mà chị bước vô cái vườn này là nó còn xanh tươi lắm, tại vì người ta tưới tắm mỗi ngày ha. À, bán được thì quá tốt rồi, nhưng mà nếu chưa bán được thì họ vẫn chăm ha, chăm chút. À, vào cái mùa này là chuẩn bị tới một trái cây rồi anh chị. À, chủ đạo mình là măng cục ha, ngoài ra thì có bòn bon rồi sầu riêng đó, cây kiển đó, nè chị ha, mấy gốc bòn bon này nè, bòn bon này dâu da ta không, cái này là bòn bon ấy, cái này là dâu da bòn bon ta. Nếu bồng bon thì quá kinh khủng luôn á, tại vì bồng bon nó chậm lớn lắm anh chị, không này chắc là dâu da á. Còn cái cây này là mới là bồng bon nè, cái lá bồng bon với lá dâu da, ủa nhìn nó luôn á trời. Tính ra cái gốc bồng bon mà cỡ như này là nó phải mấy chục năm là gì nha đó. Sầu riêng cũng vậy luôn, mà măng cục cũng vậy luôn, nói chung là cây ăn trái của vườn này á, là nó phải tầm 20-30 năm đổ lên nha, cây nào cũng già hết rồi, cũng lớn hết rồi, cổ thụ rồi đó. À, sầu riêng nè, mình bước trong ha. À, không gian bên đây là để bán cà phê nè đó, thì nếu mua riêng 10 mét bên đây á,
đó, tỉ rửa đó anh chị. Thì từ đó qua đây ha, tầm đây nè, đó là cắt ha, cắt ra hẳn ra. Nói chung là có sổ riêng rồi nhưng mà dùng tường rào chung ha, nên là chị nếu mua riêng cái miếng nhỏ này thì mình đó, mình sẽ phải xây tường riêng ha. Đó, có cái không gian nhà có cấp 4 nhỏ này để bán cà phê nè. Đó. Còn đây trực diện mình là nguyên một cái nhà máy thái to luôn ha. Đấy. Chất đất đỏ ba vàng ha. Rất là đẹp. Đây nè anh chị. Sầu riêng nè. Đó. Nói chung là tầm vài tháng nữa là ăn được rồi ha. Và có một cái điều thú vị là nè. Anh chị biết bông này không? Bông gì không? Cũng là bông của cây bồng bon nè anh chị. Đó. Nói chung bồng bon mà gốc cỡ này là rất là lâu ha, rất là lâu năm. Đó, phải tầm vài chục năm. À, cái bồng bon này hiện nằm nó bị cây sầu riêng che hết trơn này. À, nhưng mà nó vẫn bông chị không? Mặc dù bị che nhưng mà bông lại lũ khủ luôn nè. Đó. Bồng bon thì ăn quá ngon rồi, ngọt ha. Đấy. Ủa, cái sầu riêng này cũng phải ha, đúng là sầu riêng lão nè anh chị. Sầu riêng này sầu riêng hộp hay gì nè. Đó, sầu riêng hộp ăn rất là ngon ha. Đấy, rào xung quanh là rào bếp mưa kiên cố hết nha anh chị. Đó. Đây điện nước giếng khoan internet wifi là đầy đủ hết. Mà đây thì giếng đào ha, giếng đào thì nó nước nó không có bị phèn, ít bị phèn. Đó. Mắc rượi à, trong bước vô dương là mắc rượi anh chị. Đấy, mình sẽ quay bên ngoài trước ha, còn cái nhà mình quay sau. Đây. Đó, rào xá xị nè anh chị. Đấy. Có một cục đá ghê. Đấy, không gian bán cà phê, nói chung là cũng còn bán túc tắc ha. Đấy. Mắc rượi. À, đây ở giữa mình nó có một cái tiểu cảnh nông bộ nè. Đây mình sẽ đi thẳng xuống phía sau ha. Đấy. Còn bán nước nên nằm cái lon này quăng tạm ở đây. Đây, dưới đây là nguyên vườn rau anh chị. Tưới mỗi ngày luôn. Này là rau, cái rau lan, mà rau lan thân mềm đó anh chị. Ăn ngon lắm. Ở đây nè. Rau muống, rồi rau cần nước, rồi rau ngổ nè. Đó, nổ, ngổ nó canh chua anh chị. Đó. Nguyên cái tắc trái lũ khủ luôn. Đấy. Cái phần này là cái phần miếng của người con nè anh chị. Đó, nó sẽ dài xuống tới khoảng tầm 85 mét ha. Bơ kìa chị, bơ trái bự bự mà. Chị thấy bơ không? Nói chung là cái mùa này là bơ, sầu riêng, măng cục, chôm chôm là nó đang ra bông ha. Đó. Ở đây có một cái chuồng ha, đó mình quay phía sau nè anh chị. Đó, có một cái chuồng nuôi heo, bây giờ nghỉ nuôi rồi. Đó, có trồng dặm thêm một số sầu riêng. Mít. Cái kia là cây mãng cầu sim. Mình thấy có mấy cái giếng đào rồi anh chị. Ủa, mang cục bông quá trời luôn. Nhìn trực tiếp thấy bông chị ha. Đó. Nè, mình soi cận cận cảnh. Đó. Bông nó như vậy nè anh chị. Đó, đã không? Như mình nói ban đầu á là cái đất của mình á là hồi xưa cô chú có mua thêm một cái phần nhỏ phía sau ha. Đó. Cho nên nếu mà nhìn trên sổ á thì sẽ thấy là cái sổ mình á tổng thể thì nó sẽ bị hơi bị bấp hậu ha, tại vì cái hậu đó là họ mua riêng. Đó, họ riêng họ ráp cho luôn. Đó. Đây. Phía cuối nè. Đó, chị thấy không? Trồng kính can trái rồi. Đây cái phía cuối này nè anh chị, là cái phía mua riêng sau này nè. Chứ hồi đó đất mình á là cô chú mua á là nó chỉ có dài là tầm 80 mét thôi. Sau đó họ mua thêm khoảng tầm 30 mét phía sau. Đó nên là nó bị hơi bấp hậu nhẹ ha. À mình nói luôn nha, ở phía đất nè. Gần giáp đất với mình á là bên phía đất của người ta là có hai cái mộ gia đình ha. Đó. Nằm bên đất của người ta. Đấy, đất mình bên đây. Bên đây có hai cái mộ gia đình. Đó, thì anh chị nếu mà thấy ngại thì mình sẽ đem mình về mình xây cái tường ha. Xây cái tường lên cho nó nhìn nó đỡ thấy
đó, nằm đất của người ta ha. Còn bên mình bên đây đó, hai rào ha, đó, có hai cái mộ nè. Đấy, bờ nói chung mình rào ranh rõ ràng hết, hai miếng này về là yên tâm ranh giới luôn xung quanh dân cư ha. Đấy, mình đi giáp vòng rồi đó. Nói chung đất quá đẹp ha, đất đỏ, đất bằng ha, bằng đẹp. Đây mang cục ha, to tổ bố luôn. Phía sau nhà máy Thái nè anh chị. Bây giờ mình sẽ lên quay sơ sơ bên trong nhà nha. Đó, đang đi bên hông nè. Trời ơi, gốc cây bự ra lá lửa luôn. Gốc gì đây? Gốc xoài. Đây mận xoài đầy đủ ha, chôm chôm. Xoài bự cũng quảng luôn chị, gốc nè. Cái tay mình chụp vô là nhỏ xíu quá. Bự lắm. Đó, bên hông nhà. Nhà này nhìn sơ sơ cũng to đó anh chị. Bên đây là chú chủ nhà là có trồng ít lan, có chia lan. Đấy, bưởi. Đây mình ra đằng trước lại rồi ha. Bây giờ mình sẽ vô quay chi tiết bên trong nhà nha. Đang đứng ở trước nhà ha. Nói chung là sân này thì đậu ô tô thoải mái luôn, đãi tiệc tưng bừng luôn. Nhà rất là to luôn. Bây giờ là mình sẽ đi thôi, đi cửa hông đi ha. Nhà kiểu hai gian. Đó, mình đi cửa hông đi. Đó, xong quay sơ sơ bên trong cho anh chị xem ha. Nói chung mình nhà người ta đã sinh hoạt nên mình không có quay kỹ lắm đâu ha. Đấy, phòng khách nè. Đó, nội thất thì để gần như là hết tất cả ha, chỉ có phòng tủ thờ này nọ thì lấy đi thôi. Đấy. Đây, phòng phòng chính nè. Đó, phòng chính là mình nhìn thẳng ra ngoài nè anh chị. Đấy, đón nắng sáng ha. Đấy. Nhà nói chung là nhìn chung còn nhà này còn ở thoải mái ha, gần như là không phải sân sửa đâu. Người ta ở cũng kỹ á. Đó. Này chỉ dọn về ở thôi, dọn hành vali hành lý vô ở thôi. Được 1, 2, 3 phòng ngủ hả cô? 3 phòng ngủ. Đó, rồi nhà vệ sinh ở đây. Ủa dưới đây nữa, kho dưới đó kho hả? À còn đây nhà vệ sinh nằm đây, cửa hông nè. À rồi xây thêm cái nhà. Xây thêm cái nhà bếp. À cái nhà bếp. Cô không có ở. Cô làm hết. Cái quán nấu quải luôn. À. À. Bây giờ là giờ quải luôn. À, đây này là bếp nè anh chị. Đúng rồi, sàn ngó nghiêng được. Cuối cùng phải nấu nước sinh hoạt ở ngoài luôn. Đây chỉ có tối vô ngủ thôi. Dạ. Đó. Đây cái quán này nè chị, quán để bán cà phê nè. Đó. Dạ. Rồi. Rồi vậy là mình đã quay từ từ ngoài vào trong rồi ha. Đó. Tổng diện tích là khoảng tầm 3.400 mét vuông ha. Để có 300 tụ cư. Đó, là tổng giá là 5 tỷ. Còn nếu mà mua lẻ thì bên đây là 3 tỷ 7, bên kia là 1 tỷ rưỡi. Đó, ai ít tiền thì thôi mình mua bên kia ha. Cũng được gần sào đất, có 100 tụ cư. Đó, về đây cất cái nhà lên ha, ở chung đây cho hàng xóm vui vẻ ha. Bên đó thì cũng có cái nhà, nói chung là 10 mét thì không hết cái nhà này đâu. 10 mét thì chắc phải sửa lại cái nhà này đó. Đó, tại cái nhà này thì xây lấn qua bên đây rồi. Đó, nên là nếu mà mua 10 mét thì phải sửa lại. À, còn nếu mà mua hết đi, mua hết là chị sẽ có nguyên cái nhà máy Thái này với là nguyên cái quán này. À, cái quán này sẽ đi mình sửa lại làm cái chòi hay cái kho gì đó ha. À, nếu mà không có nhu cầu mua quán ha, không có nhu cầu mua quán cà phê gì đó thì thôi mình sửa lại cái quán này thành cái chỗ ăn chơi đi ha. Còn đây chỗ ở nè. À, cái nhà to bự luôn đấy. Rồi từ ngoài vào trong rồi thì bây giờ mình lên cao nha, bay lên cao cho chị tham quan. Sau đó là nếu còn thời gian á
mình dẫn chị tham quan ở ngoài phía hồ ha, đẹp lắm. Còn giấy tờ pháp lý quy hoạch thì mình sẽ mời chị xem ở phần sau ha. Rồi đây ha, mình vẽ để chị hình dung được nè. Tổng thể là hai khu đất nó gộp lại như thế này. Cái 1,5 tỷ là của người con ha. Cái 3,7 tỷ là hơn 2,5 tỷ của cha mẹ. Thì cái 1 tỷ cái bên của người con đó chị, là nó sẽ có lấy hết nguyên cái nhà cấp 4 mà đang bán cà phê luôn chị ha. Nên là mình mua cái miếng 1,5 tỷ này là mình có nhà sẵn, cái nhà gọi là mình sửa làm thành nhà ở được ha. Đó, đường này hướng đi thẳng ra hồ, chị thấy cái hồ kia, hai hồ Bảy Mẫu á. Thì từ đây mà đi ra ngoài quốc lộ 6 chị sẽ đi ngang qua rất là nhiều nhà vườn đẹp ha. Đó, và cảnh đi ngang qua hồ, nói chung là cái khu này mà đánh giá rất là cao ha. Đó, có hồ, có rừng rất là đẹp. Đây, một bên là khu dân cư, còn phía bên phía đối diện là chính là cái khu đất nhà nước đang được quy hoạch là làm khu công nghiệp công nghệ cao vậy ha. Đó, hiện tại đang cho trồng chuối, cho cao su nè. Đó. Chị thấy không? Toàn bộ cái đất này là đang gọi là trong quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao ha. Đó. Hướng này thì hẳn cũng có thể ra ở quốc lộ 6 ha. Còn đây nè, ở đây thì mình sẽ có một khu rừng nhỏ ha. Khu rừng này không có lớn lắm đâu, nhưng mà khu rừng này rừng nguyên sinh chị ha. Đó, thấy không? Rừng nguyên sinh xà bang, nên là đây nó giống như cái lá phổi xanh của cái khu này vậy đó, rất là trong lành. Cộng thêm hai cái hồ kia nữa ha, rất là đẹp. Đó. Còn phía đối diện mình chính là đất nhà nước ha. Đó, một bên là đất nhà nước, một bên là khu dân cư. Rồi đây mình đang quay về lại cái nhà mình ha, để mình quay cận cảnh cho anh chị xem cái nhà mình đây. Đó. Nói chung ở đây thì nó rất là xanh mát ha. Mình tin chắc là những anh chị nào mà lớn tuổi thì ở đây thì tuyệt vời. Đó. Không khí trong lành đúng nghĩa luôn. Đó. Có sẵn cây ăn trái, có nhà hàng xóm. Nói chung nếu mà ít tiền thì mình mua cái miếng 1,5 tỷ được ha. Nói chung là cũng được gần một sào. Có sẵn cây ăn trái, có thổ cư, có nhà luôn. Đó. Về sửa lại cái quán cà phê thành cái nhà ở vẫn được ha. Còn nếu có điều kiện thì mình xây mới lại. Còn nếu mà ai nhiều tiền thì mua hết luôn cái mảnh này thì tuyệt vời. Đẳng cấp luôn. Đấy. Đây nè chị ha, mình đi tầm hơn 1 cây số là mình sẽ bước ra cái hồ này. Anh chị xem nè. Đó. Đẹp chưa? Cái đó là bên Cacabinon ha. Đó, hồ Bảy Mẫu nè. Và tiếp tục đi thẳng ra hai cái tuyến đường này qua cái hồ này tầm hơn cây số nữa là sẽ ra trung tâm ha. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ là quay tới đây thôi. Còn trung tâm thì khỏi nói rồi. Khu bàn cờ rất là đẹp. Đấy. Đây, cái này là xưa mình từng quay nè chị. Chú này chú bán được có cái nhà đã ghê chưa. Nhìn thẳng ra hồ luôn. Nói chung là khu này rất là đẹp. Khu này thì quá đẹp rồi. Mát mẻ. Đi xe phải mở kiến ra vậy nè nó mới đã. Đường có đèn đường mà đường mới đổ nữa nè. Nhưng mà đường ở Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ là anh chị đi là chỉ thấy đường mới đổ vậy thôi nè. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem sổ ha. Đây, cái sổ này là cái sổ bên phía đất nhà cha mẹ ha. Địa chỉ là xã Sa Pan, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 2.535 m² ha, có 200 thổ cư. Đấy, riêng cái này là giá là 3,7 tỷ ha. Đó. Đây, cái hình dáng đất của cái thửa này là nó dắt anh chị ha. Đó, tại vì cái phần đuôi phía sau này nè là ngày xưa là mua thêm ha. Chỉ còn trước đó thì nó như vậy nè, nó vuông vậy nè. Đó, nhưng mà sau đó mua thêm cái khúc đuôi nữa. Đó. Còn cái thửa của người con, cái thửa mà 1,5 tỷ á là cái thửa 89 này nè ha. Đó, nó sẽ liền vào nhau. Đó. Rồi, đây là cái thửa đây 847 m² ha. Con 100 thổ cư là thửa người con nè. Cái sổ này thì tại đang ngân hàng chị ha, còn sổ kia thì đang cầm tay. Sổ này sổ ngân hàng nè, đang nợ vay bên ngân hàng nè. Đó. Thì riêng cái này đến chị mình ít tiền mình mua cái này nè anh chị ha. Cái này mình sẽ có nguyên cái nhà cấp 4 mà để bán cà phê đó. Đó. Rồi có cây ăn trái ha, có thổ cư. Nói chung là mình thấy ít tiền mua cái này là ok nè anh chị. Đó, còn nhiều tiền thì mua hết luôn ha. Đó.
Còn bây giờ là mình mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch ha. Đây cái thửa 2,5 sào nè. Như cái thửa gần 850 mét vuông là như vậy ha. Đó, nó phủ hồng được hơn nửa đất anh chị nha. Đó, vừa đất ở hơn nửa đất. Đường thì nói chung là đã mở rộng rồi nên nó không còn lộ giới nữa ha. Và đây, đối diện mình là quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao ha. À, chị thấy cái ký hiệu màu này, cái màu này là công nghiệp đó anh chị. À, nguyên cái vườn chuối cao su đối diện mình là chính là cái đất nhà nước ha, và đất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao. Đó, chị thấy màu xanh này là rừng nè anh chị, chị thấy không? Rừng ha. Đó, còn này là hồ nè, hai cái hồ nè. Đấy. Và cuối cùng thì mình sẽ nói sơ sơ qua về cái vị trí ha. Đó, thì cái vị trí mình thì đã nằm gần rừng hồ ha. Đó, và gần khu dân cư đây. Đó, khu trung tâm của xã Sa Pan nè, đây quốc lộ 6 nè. Đó, thì đất mình đi ra quốc lộ 6 thì cũng rất là gần ha. Và từ đây thì mình sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh theo nhiều đường. Đó, đi đường Bầu Cạn là gần nhất ha. Đó. Bầu Cạn cũng được, mà đi đường Mỹ Xuân Ngãi Giao hoặc là đi đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đều đi về kết nối về quốc lộ 1 và đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó. Cho nên là mình cũng đã nói nhiều về cái khu vực này rồi, nên anh chị nào mà chưa rành thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha. Rồi thì anh chị nào quan tâm cứ alo mình đó, để được hỗ trợ vào xem nhà và gặp chủ mình gọi là thương lượng thêm về giá ha. Đó, hiện tại là bên phía chủ cũng đang cũng muốn bán ha, bán lẻ cũng được, bán hết cũng được, chủ yếu là bán để mà trả nợ cho người con. À, tại vì con gái thì cũng đang mắc nợ ha, và đang vay ngân hàng nên là cũng gia đình muốn bán cho xong. Chứ thực sự đây là một cái nhà vườn rất là tâm huyết của người ta. Rồi, cảm ơn chị đã xem hết video này ha. Chào mọi người.